Xin chào các bác nhé. Hôm nay nhận được một đơn hơn 40 chiếc BM S550 lên đường để cho anh em nhìn trong khi làm sự kiện. Hàng rất là đẹp và cùng móc treo đầy đủ đây anh em. Các anh em nhìn này, đây tất cả những cái hàng em làm này đều là linh kiện chất lượng nhé. Từ cái cùm treo này thì có mời mút chỉ không hỏng luôn. Và thùng bây giờ đó là thùng nhựa chống nước, chống va đập. Đấy, bảo vệ đèn rất là tốt. Thùng này thì nắng mưa thoải mái nhé. Ví dụ sau này khi mà dùng lâu, phơi nắng, phơi mưa nhiều nó bạc màu đi thì có thể sơn lại nhé. Chứ còn, đấy anh em nhìn nó chắc nịch như này. Với cái mẫu thiết kế đèn này, đây là cái mẫu mà đẹp nhất trong năm nay rồi. Năm sau bên công ty bên Trung Quốc có ra mẫu nào đẹp hơn không thì chưa biết được. Nhưng mà tính đến bây giờ thì cái mẫu này là mẫu nhìn nó ok nhất rồi, từ thiết kế cho đến chất lượng, thấu kính quang học trong veo luôn. Đấy, đèn nó có sáng có soi xa hay không là cái thấu kính rất quan trọng nha em nhé. Đấy, tất cả những cái mẫu đèn như em thì đều sử dụng thấu kính quang học hết. Đấy, hôm nay trời nắng đẹp nên là tiện lôi một ít ra đây quay để cho chủ đầu tư nhìn. Đấy, hàng mới thì chắc chắn là đều lắp ráp rồi, 10 chiếc như một. Và đây là hàng em nhập khẩu chính ngạch các bác nhé, nhập khẩu chính ngạch COCQ đầy đủ. Đấy, số lượng thì lúc nào cũng sẵn rất là nhiều, với cái mức giá bán vô cùng hợp lý. Những cái mẫu đèn bãi trước đây mà có cả thùng em cũng bán tầm khoảng 10 triệu một đôi, nhưng mà thùng mới này với rất nhiều những hậu mãi về sau, giá chỉ hơn một chút xíu thôi, 12 triệu đồng, và đã tặng kèm cả thùng đựng các bác nhé, tặng kèm luôn cả thùng đựng. Đấy, rất đẹp này, thương hiệu LA. Rồi, bác nào mà có nhu cầu mua bất cứ những cái loại mặt hàng gì về đèn sân khấu thì đều có thể liên hệ cho em sẽ tư vấn miễn phí cho các bác nhé. Đấy, từ trước đến nay rồi bên em bán tất cả các mặt hàng gì cũng giá rất là hợp lý, tại vì bên em làm là không qua trung gian và trực tiếp với tận những cái đầu xưởng ở bên Trung Quốc các bác nhé. Đấy, toàn bộ nguồn đèn này là làm trực tiếp tại Quảng Châu. Rồi, bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.